Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú, năm mới phát tài, may mắn, vui vẻ, hạnh phúc hết quý cô chú. Thì hôm nay con cũng có dịp ghé lại vườn của em Tài, bonsai cây kiểng thành Tài tại phường Khánh Hội của thành phố Tân An, tỉnh Long An quý cô chú. Đó thì hôm nay sẵn dịp rồi mới ghé của, vườn của em luôn. Thì thường là em có những cái clip tự quay gửi trên kênh theo chú, thì hôm nay đến đây trực tiếp quay cho em luôn. Đây, thấy một số cây rất là đẹp trong vườn này quý chú. Thì đó, thì quý cô chú yêu mến cây nào thì ủng hộ giúp em ha. Khá là nhiều cây, đặc biệt là các chồng sam, sam già nuôi tai cành lớn. Đó, nhiều cây sam dáng thế đẹp lắm quý chú, gọn gàng, sạch sẽ. Đó, thì hôm nay cũng quay một cái clip giới thiệu đến quý cô chú một cái lô sam nữa. Thì hầu hết là cây đã thành phẩm mình chơi được quý chú, về mình chỉ việc mình thay chậu thôi. Như cây sam này già đẹp quá quý chú ha. Đó, thì sẽ lần lượt giới thiệu đến quý cô chú sau nữa. Rồi con mời quý cô chú cùng vô đây cái mình gặp em Tài để mình giao lưu ha quý chú ơi. Đó, em Tài đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái lô cây rất là đẹp luôn nè. Hôm nay mặt hàng lùng lực, nhiều dáng thế, đủ kích thước hết trơn ha. Đó, rất là đa dạng phong phú luôn. Rồi mời quý cô chú cùng gặp em Tài để mình giao lưu ha. Rồi Dạ, em chào chào Tài anh ha. Khánh, chào quý khán giả kênh Lục Tỉnh Miền Tây, chào anh em đi mua xoay một miền Tổ quốc. Em tên Tài, vườn của em tại phường Khánh Hội, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Số điện thoại giao lưu của vườn em là 0931 239 339, cũng là số điện thoại Zalo. Thì lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị gần xa ủng hộ em trong các clip vừa qua, và nhân dịp năm mới em chúc cô chú anh chị gần xa một năm vạn sự như ý. Thì hôm nay cũng như thường lệ em có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa một lô linh sam song hinh lá trung bông chùm, hàng thành phẩm anh em về chơi Tết. Rồi. Em xem dòng của chú anh chị xem ha. Thì tất cả cây bên em là bao sống bao ship trên mọi miền Tổ quốc. Đây, cây đã thuần chậu 2 năm rưỡi, cốt cành là rất là to. Đây. Hơn Tất 2 năm cả rưỡi em ha. dạ cốt cành là bằng ngón tay hết, tàn chín và mịn. Đây. Thì hôm nay cô em có giao lưu một hai ba clip với cô chú anh chị, rồi về cây cũng về tới nhà cô chú anh chị cũng đã cảm nhận cây bên em như thế nào. Rồi, Rồi. không mất thời gian cô chú anh chị, em xin phép vào cây số 1. Rồi, đo luôn em ơi. Dạ. Cây này thì nó có hai cốt. Hai cốt thì em quay đại diện một cốt, tại cốt này em thấy để nó duyên, để nó lá lắp bên đây thì em để luôn cũng không ảnh hưởng gì cây, anh em thích Chơi mẫu tử cũng được em ha. dạ dạ Chơi mẫu tử cũng được. cây này hoành em đo vị trí này một thân nó là 17 nha. Rồi. Cây này nó có tàn bay rất là đẹp, tổng tán dài của nó là 75, tàn rộng cây này là 49 và chiều cao từ mặt bầu là 35. Rồi. Là lô này em xin giao lưu đồng giá 1.900.000 một cây, bao sống bao ship toàn quốc. 1.900.000 luôn em Dạ, ha. đồng giá 1.900.000. Mình cứ việc chọn Dạ. đúng cái kích thước, cái kiểu dáng mình thích Dạ, nha quý cô tàn kính chú. mịn, em quay chi tiết Rồi. cho anh em mình ở xa anh em mình xem rõ. Cái được nhà vườn bắt chi tay rất là sạch sẽ gọn gàng ha. Dạ, cốt cành cân đối với thân hết Rồi. to. 2 năm rưỡi em ha. Dạ, 2 năm rưỡi thuần chậu. Này Và thì em nói thêm là cái chậu này em để demo, Rồi. và em gửi là gửi một cái bồng nhựa đen như vậy. Rồi. Chậu thì mình tùy Dạ. thích mình vô Dạ, theo để ý anh mình nha em quý về chú. mình thích mẫu nào thì mình cứ vô chậu đó. Rồi. Dạ. 1.900.000 bao Một sống triệu bao ship chín toàn quốc. đồng giá cho nguyên lô này luôn. Dạ, đồng giá anh em nào lấy số lượng sỉ 10 cây trở lên thì em tính giá sỉ tốt nhất cho anh em về chơi Tết nhé. Rồi. Đa dạng kiểu dáng rồi xuống lên cây số 2. Nhiều cây Để rất cho là anh đẹp xem nha kỹ quý cô luôn. chú. Đây cây số 2. Số 2. Dạ, cây số 2. Đây xem dòng của chú anh chị xem. Cây cốt cành là đủ hết, chi tàn Thật tính. ra mấy cây này mà mình vô chậu đó thì nhìn cái cây nó khác Dạ em đúng ha, rồi. nhưng mà nhà Cây này vườn vô để cho cái mình chậu tàu là nữa là nhìn cây rất là phê cây ha. Đây, hoành ở đó vị trí này là 27 ha. Rồi. Cây rất là to, em để tay cô chú anh chị nhìn từ xa mình dùng cây. Và chiều cao từ mặt bầu 35. Tổng tán dài cây này là 66 và tán rộng cây này là 37. Rồi. Rồi đồng giá 1.900.000. Một cái form tàng đa em Dạ. ha. Cốt chi khá lớn. Cây này nó có một cặp một cộng nhôm lên anh Khánh. Rồi, cặp Thì cộng nói nhôm chung không ha. ảnh hưởng gì cây, nhôm là nhôm hồi xưa thôi, mình muốn lấy ra cũng được để không ảnh hưởng gì cây, cây vẫn phát triển tốt bình thường. Và Dạ cây mình này về cô chú anh chị muốn chơi hoa thì cô chú anh chị đặt lá là ra hoa, cây đã đủ tuổi ra hoa là lá rất là già nè. Dạ. Em để cho anh em bị xử lý để chơi Tết. Rồi, đổi giúp anh luôn, 1.900.000 em ha. Dạ, 1.900.000. Bao sống bao ship toàn quốc. Rồi. Đây một cây thoát thân cực đẹp. Rất là to ha. To ha, cốt to. Dạ. À. Cây thân lắc lượng tàn tán đồ đánh là rất là chuẩn cây ha.
Cái này là vườn của mình tự tự rồi. Làm luôn em à? Dạ. Tự vô dây chỉnh sửa luôn. Dạ. Đây, cây hoành. Em đo hoành cũ ha, 33 anh Khánh. Dạ. Dạ, 33. Cây này cốt to sạch sẽ ha cô chú. Nhìn chiều này. Cao cái này là 43, viên. Tổng tán dài cây này là 72. Tán rộng là 45. Dạ. Đồng giá 1,9 triệu luôn nha. Và em nói thêm là hỏi bán theo kích thước hoành ha, thì em bán đồng giá mà cây này đủ tuổi, độ tuổi giống nhau. Em đo hoành hạo cho cô chú anh chị dễ hình dung cây. Vàng chi tán rất là đẹp. Đây, có cành anh Khánh. Đây. Đầy đủ không thiếu chi nào ha. Cốt thì bằng ngón tay rồi hết rồi. Dạ. Rồi, tàn rất là mịn ha. Rồi, đồng okay. Giá 1,9 triệu. Đồng giá là 1,9 triệu. Xem một vòng cho cô chú anh chị xem lần nữa ha. Rồi, xuống cây số 4 đồng giá. Tiếp tục giúp anh luôn. Một cây tiếp theo luôn. Dạ, là cây số 4 nha. Đây, mỗi cây đều mang một mã số nha cô chú anh chị. Cây số 4. 1,9 triệu luôn nha, đồng giá. Cây này có bộ đế rất là đẹp. Hoành em đo vị trí này là 27 tính 26 ha. Rồi. Đây, để tay nè. Chiều cao từ mặt bầu 44. Tổng tán dài là 73, tán rộng cây này là 42. Đây, 1,9 triệu luôn nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng rất đẹp nha cô chú. Dạ. Cây rất là già nha. Tàn kính và mịn. Này, em quay chi tiết cho cô chú anh chị xem ha. Cây số 4, linh sam song hình lá trung mông chùm. Tất cả bên em là bao sóng bao ship hết. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Rồi, xuống cây số 5, 1,9 triệu một cây nha cô chú anh chị. Đây, cây số 5 nè. Rồi. Nhìn kỹ đường thân tàn rất là đẹp ha. Cây này nhìn thực tế ngoài anh em rất là phê. Cốt cành rất là to. Cây già bộ đế nè. Anh em về vô cái dĩa mỏng để đông cao cao tí, anh em chơi Tết là vô tư. Này chỉ việc thay chậu thôi, phù hợp với ý thích mình là chơi cây này đẹp lắm. Dạ. Cây này hoành là 29 nha. Rồi. Và chiều cao từ mặt bầu 40. Tổng tán dài cây này là 78. Tán rộng cây này là 42. Đồng giá 1,9 triệu luôn. Tay tán em làm rất là kỹ nha cô chú anh chị. Vậy anh chị chỉ việc thay chậu tưới nước và chơi nha. Cái này không cần chăm gì nữa nha, đủ hết rồi. Rồi. Là kính mịn. Tay tán. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn ha. Rồi, xuống lên cây số 6, đồng giá 1,9 triệu nha. Thì cô chú anh chị nào xem mà không rõ hoặc là muốn xem thêm thì cứ liên hệ số Zalo bên em, gọi video hoặc là cần em quay video kia chi tiết là cây em hỗ trợ hết nha. Cây số 6. Hoặc là mình có kiếm thêm những cái mẫu khác cũng có luôn nha. Dạ, dạ. Nhiều lắm. 25 hoành. Hiện tại số lượng bên em cây này rất là nhiều. Còn rất là nhiều ha, 33 là cao. 56 tán dài và tán rộng là 40. Đồng giá 1,9 triệu một cây lùng lực cực đẹp. Phơm cây bài nha cô chú anh chị. Cốt cành rất là to. To bằng ngón tay, bự hơn ngón tay mình luôn. Bự hơn ngón tay. Đùi như đùi ếch. Rồi, cây này sắp chi rất là đẹp. Dạ. Cây số 6, 1,9 triệu. Linh sam song hình lá trung. Rồi, xuống lên cây số 7. Rồi, tiếp tục giúp anh luôn. Này. Rồi. Cây mỗi số 7 thân mỗi cây mỗi dáng ha. Dạ, mỗi cây mỗi dáng, đa dạng kiểu dáng em về chơi luôn. Hoành cây này là 26. Cao 36 và tán dài cây này là 68. Được. Tán rộng 39. Rồi cũng đồng giá 1,9 triệu. Bao sóng bao ship. Toàn tán rất là kính nha. Rồi, về. Rồi, 1,9 triệu xem xuống kỹ anh. Lựa chọn giúp con hết chưa? Nè, có đồng giá 1,9 triệu hết. Rồi, đổi luôn giúp anh em mày. Dạ. Rồi, xuống lên cây số 8. Đồng giá 1,9 triệu nha cô chú anh chị. Một cây phơm thiên nhiên cực kỳ to. Cây rất to nha cô chú anh chị. Mấy cây này mà rộ hoa cái nữa em ha. Dạ. Nhìn mới phê nữa. À, bộ đế này cây này cũng hoành tráng lắm nha cô chú. Cây rất là lực cây. Một cốt. Hoành cây này là 30 nha cô chú anh chị. Cao cây này là 40. Tổng tán dài là 74. Rồi. Tán rộng cây này là 45. Cây số 8, 1,9 triệu luôn nha cô chú anh chị. 1,9 triệu luôn. Dạ, đế cây phơm thiên nhiên. Đế rất đẹp luôn ha. Dạ. Cốt cành rất là to.
Rồi, rồi số lần cây số 9 số 9. Đồng giá 1 triệu 9 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là số 10. Cái số 9. Số 9 hả? Dạ. Số 9, số 9. Cây cực to. Rồi, có mã số trên cây luôn hả cô chú. Đây, mã số em có dán đây. Mỗi cây có mã số hết. Hoành cây này là 25 ha, nhìn cây rất là lực ha. 36 là chiều cao, tổng tán dài cây này là 75. Tán rộng này là 45. Cây số 9 cũng đồng giá 1 triệu 9 luôn. Đa dạng kiểu dáng nha cô chú anh chị. Mình nuôi từ phôi lên là 2 năm rưỡi em ha. Dạ đúng rồi, từ phôi lên là 2 năm rưỡi. Cắt chỗ lưỡi cái phôi luôn ha. Dạ đúng rồi. Tay cành vậy là 2 năm rưỡi. Dạ đúng rồi. Đấy cô chú. Cũng khá là công phu em ha. 2 năm rưỡi cũng nuôi khá một là cái cốt mà toàn ngón tay này cô chú anh chị cũng khá là dài đó quý cô chú dạ. Ơi. À. Rất là lâu chứ không phải là. Rồi. Dạ. Tán là kín mịn hết. Cây này về chỉ cần lặt lá tưới nước là ra hoa chơi Tết. Rồi, nước dây này thì chắc là nước dây thứ 3, thứ 4 gì vậy hả? Dạ. Rồi, được em ơi. Rồi, xuống lên cây số 10, 9 nha quý chú. Hay con xin nhắc lại ha, đồng giá. Số điện thoại của em Tài để trên tiêu đề hoặc là trên màn hình dạ, quý chú. Số điện thoại là 0931239339 ha. Dạ. Chúc mong quý chú ủng hộ cho em ha. Còn rất là nhiều mẫu mã nữa cho mình lựa. 25 hoành cây số 10. Dạ. Cao cái này là 36. Tán dài là 68. Tán rộng là 45. Cây này đa thiên nhiên. Rộng số 10. Lắc chữ C ha, dạ, rất là đẹp. Chữ C. Chi tán khúc cành. Wow, rất là to bằng ngón tay. Cái thân này nó lượng đẹp lắm cô chú ơi. Dạ, nhìn thực tế ngoài cây lắc 3D. Chi tán kính mịn. Rồi, 1 triệu 9 luôn. 9 cô chú ơi. Rồi xuống là cây số 11. Cây một kiểu luôn. À, cây này thì lùng lực, lùng lực. Cốt cành lớn lắm. Đây. Em đo hoành cây 11. 11 hoành là 26. Cao 35. Tán dài 59. Tán rộng 41. Bệ đế rất là đẹp luôn cô chú. Mặt tiền nha cô chú anh chị. Mặt tiền. Dạ. Yeah. Cây cốt cành như vừa hết. Rất là to. Cây số 11, 1 triệu 9 nha. Đây, cây đã bắt đầu ra hoa ha. Về mình chỉ cần lặt lá này, tắt cắt nước trước Tết 10 ngày. Ngay Tết làm tím cây. Rồi, cắt rồi. Nước trước 10 ngày em hả? Dạ, dạ, cây số 11, 1 triệu 9 nha. Rồi, xuống lên cây số 12. Đây, một cây lùng lực. Siêu đẹp, cây này em bao đẹp nha. Phôm lùng lực ha. Cây này về xấu trả em. Em dám bao mà. Nó nhìn thực tế ngoài cây này rất là phê đế. Chảy đều trên mặt bầu. Hoành là 32 luôn. Cây rất là to để tay của chú anh chị thấy nha. Siêu lùng lực. Tán dài cây này là 73. Tán rộng cây này là 45. Đây cô đế này. Chi tàn tròn mịn ha. Thân cốt lực. Cốt cành to cái. Lắm cô chú. Rất là to. Tàn kính mịn. Bao đẹp luôn em ha. Em cầm lên cô chú anh chị hình dung ha. Cái này thì quý cô chú đẹp. Thiếu cái chậu đó thôi cô chú ơi. Dạ. Thiếu cái chậu đẹp đó thôi là cái cây này nhìn rất là đã. Quý cô chú về mình thay chậu mình đắp nuôi rêu rong rồi lên ha. Dạ, 1 triệu 9 dưới. Bao sống bao ship toàn quốc cây số 12. Nhà vườn đã nuôi tay cành cỡ 2 năm mấy cho mình rồi. Tay cành cỡ này bằng rất là to rồi. Xuống dạ. Cây 13. Đây, một cây 13 cây thóc thân. Rồi, đa thiên nhiên luôn. Rộng hoành là 23. Chữ C nữa quý cô chú ơi. 42 là cao. Tán dài là 71. Tán rộng là 40. Cây số 13, 1 triệu 9. Này, cây thóc thân ha. Chúng tàn rớt nè. Tàn rớt rất là to rồi. Cốt cành là đủ hết. Hầu hết mấy cái mặt cắt mình xử lý cũng rất là kỹ dạ, em ha. Đúng rồi, mặt cắt em xử lý rất là kỹ nha. Nói chung là Linh Sam thì mặt cắt là không kéo. Nhưng mà mình xử lý đẹp, thẩm mỹ. Rồi. Cây 13, 1 triệu 9. Cây rộng chữ C. Rồi, xuống là cây 14. Rồi, đổi giúp anh luôn ha. Đây, 10. Đa dạng kiểu dáng luôn. Hãy giờ một cây là một cây dáng. Cây rất là đẹp. Cây này cũng quá đẹp luôn chú ha. Này, xem một to lực xem. Toàn tán là em làm rất là kỹ ha. Hoành là 29 ha. Cao là 37. Tán dài là 69. Tán rộng cái này là 43. 1 triệu 900 ngàn luôn. Thì cô chú hợp nhãn cứ liên hệ 0931239339. Anh Khánh có để số điện thoại trên tiêu đề của chú anh chị xem giúp em. Rồi. Rồi cây 14, 1 triệu 9 luôn. Toàn tán chi còn rất là mịn ha. Đây.
cốt cành rất là to. Rồi đổi em ơi. Rồi xuống cây 15. 1.900.000 đồng giá nha cô chú anh chị. Mã số 15. Không cây nào trùng lập dáng cây nào hết nha. Đa dạng hết, đế rất là đẹp. Cây này mà cắt đây, nó kéo nhiều lắm cô chú ha. Dạ. Mà cắt trên này nè, nó có 3 cái cành nó kéo lại 24 hoành. Tổng tán dài là 68, tán rộng là 43, cao cây này là 38, cây 15, 1.900.000 có dàn đế rất đẹp ha. Cây trực đánh tán đầu đinh là đây nha cô chú anh chị. Rồi. Nhìn rất là duyên cây ha. Mà cắt kéo mấy cái này kéo gần hết luôn à. Do mấy cốt cành để nhiều quá. Nhìn tay cành nó rất phê của chú. Tay cành to đều đó. To đẹp. Cây 15 đồng giá 1.900.000. Rồi xuống lên cây 16. Rồi, cô chú ngắm kỹ lựa chọn giúp con ha. Nhiều cây rất là đẹp luôn. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau. Dạ. Mình tha hồ mình chọn luôn cô chú ơi. Nhìn cây thực tế ngoài rất là phê ha. Nếu thích nữa thì mình chọn cùng lúc 2-3 cây mình chơi luôn. 29 hoành. Thì anh em mình nào mua số lượng thì em cân nhắc giá tốt nhất cho anh em về chơi. Được. 63 là tán dài. Tán rộng cái này là 45, cây 16. Đồng giá 1.900.000. Đa dạng kiểu dáng luôn, thân lắc lượng. Được. Lấy ngọn gì bên đây cái này lấy từ 2-3 cây trở lên thì cũng có bớt chút đỉnh cho em. Dạ, dạ đúng rồi, em tính gộp đơn thì cũng có dạ. Bớt chút đỉnh heo vui chú. Dạ. Tại cây vườn mình làm ra thì em sẽ tính tốt nhất. 2.5 năm đó dạ. Chú ơi. Từ cái phôi trụi lũi luôn ha. Dạ đúng rồi. Mình bắt chi tay. Gốc cành rất là mạnh, đẹp. Dạ. Rồi xuống lên cây theo cây 17. Em ơi. Đồng giá 1.900.000. Toàn bộ là sông hình không em ha? Dạ, sông hình lá trung buông chùm. Đây. Cái cây này thân nó vặn nó, dạ. Nó sáng ha. Nhìn rất là độc đáo. Hoành cây này là 29. Cao cây này là 37 và tán dài cây này 65. Tán rộng cây này là 47. Cây số 17. Đồng giá 1.900.000 nha cô chú anh chị. Hồi đó bộ là linh sam sông hình lách trung buông chùm hết. Mình phôi mình cũng lựa phôi em hả? Dạ đúng rồi. Phôi nuôi hả? Dạ dạ. Tàn kính hết nha. Dạ. Dạ. Anh em nào lấy số lượng về số lượng nhiều về kinh doanh thì em vẫn có giá tốt nhất cho anh em mình về kinh doanh Tết nha. Rồi. Rồi xuống cây số 18 đồng giá 1.900.000 nha cô chú anh chị. Mấy cây này ga dây chắc ổn định hết trơn em hả? Dạ đúng rồi. Cốt cành bằng ngón tay. À cây này trực lắc lục lực này cô chú, cây này đúng. Cái này là quýnh tứ diện rồi. Rất là đẹp. Mỗi cây là mỗi dáng, mỗi form luôn. Đa dạng anh em là muốn chơi dáng nào cũng có hết nha. Em đâu hoành của chú anh chị về xem. 26 hoành. Và chiều cao mặt bầu là 30. 53 là tán dài và tán rộng này là 35. 1.900.000 cây số 18. Cây này đa số là toàn bộ là cây một người bưng. Nên anh em chơi rất là thuận tiện ha, không có gồ ghề, không nặng nhọc nha. Cây 18, 1.900.000. Rồi xuống lên cây 19. 19. Đồng giá 1.900.000 nha. Giá em báo là trên clip là giá lẻ. Anh em nào mua sỉ thì số lượng thì em báo giá tốt nhất cho cô chú anh chị về chơi. Số lượng bên em rất là nhiều nên anh em cứ an tâm. Đây có tặng bay rất là duyên. Đế như một cục luôn. Hoành cái này là 33 luôn. Rất là to nha cô chú anh chị. Tán dài là 62 và cao từ mặt bầu là 35. Tán rộng là 38, đồng giá 1.900.000 luôn. Cây số 19. Cây này cốt rất là lực heo chú. Có rất cái củ tròn xe ở dưới luôn. Củ rất là đẹp luôn. Dạ. Lùng lực. Rồi trồng thì mình có thể dịnh lại nhau chú. Dạ. Cái bầu nó nghiêng nghiêng, nó dạ, đổ đổ rồi. Vậy đó. Mình trồng thì mình về mình lấy lại. Cơ bản là cây đã tính mình hoàn thiện hết. Đủ hết. Rồi, đổi được em ơi. Rồi, xuống lên cây số 20, đồng giá 1.900.000 nha cô chú anh chị. Mã 20 20. Dạ. Đây, cái form từ dưới lên. Đó, cô thấy 27 hoành. Cao là 38, tán dài là 62, tán rộng là 43. Đồng giá 1.900.000 cây số 20. Tất cả là linh sam, sông hình lá trung môn chùm nha cô chú anh chị. Hàng này về mình chơi Tết là ra hoa kính hoa nha. Về trước của Tết 10 ngày mình lặt lá xử lý nước là ra hoa. Em bao luôn.
Tại vì em đã nuôi cây này là để Tết anh em về chơi luôn rồi. Cây số 20 đồng giá 1,9 triệu ha. Rồi xuống lên cây số 21. Rồi, đổi em ơi. Dạ. Đây. Cô chú anh chị để ý nãy giờ là 21 cây là 21 dáng nha. Ba dạng luôn, không cây nào trùng cây nào hết nha. Không cây nào giống cây nào luôn. À, cây này nhìn thân đường thân nó rất là lắc duyên. Cây này thân khá độc đáo em ha. Dạ. Này vô cái chậu tàu để chậu tôi đôn cao cao là anh em nhìn rất là phê, 28 hoành ha. Cao cái này là 42, tổng tán dài cái này là 71, tán rất là rộng. Tán rộng cái này là 45. Cây số 21 đồng giá 1,9 triệu. Nhiều cây rất là đẹp luôn chú ha. Thân già lắc. Này mà em Tài mà xử lý cho rộ hoa quay ngay lúc mà có hoa em ha. Dạ. Nhìn đẹp mắt lắm. Rồi, lát nữa cây số 22 hết clip cái mình đi ra ngoài sân ha. Dạ. Mình giới thiệu một số cây đang nằm ngoài đó giúp anh ha. Dạ. Rồi đây. Cây số 22 một số cây già nằm ngoài kia đó quý chú. Dạ. À, lát nữa mình giới thiệu cho thì bên em số lượng linh sam còn rất là nhiều tại vườn hiện tại là giờ gần 200 cây thì anh em cứ liên hệ trực tiếp tại vườn nếu tính giá sinh mua sỉ về kinh doanh. 26 hoành cây này ha. Rồi cây này 76 tán dài, tán rộng, cái này là 47, tán rất là lớn nha. Rồi, có cái này khác lạ lạ chút xíu nữa cái ha. Cái quái, quái quái chút xíu dạ, ha. Đúng rồi, cái này quái. So với nha. Phần còn lại là đế nơm, cái này gì mà làm tiểu cảnh để mấy cái tượng nằm dưới đây ha. Rồi, là đẹp. Cái này là quái. Cái dáng thân này cũng quái luôn. Dạ. Đặc biệt mấy cây kia thì dáng trực đồ này nọ ha. Đa dạng kiểu dáng nha cô chú anh chị. Cây 22 1,9 triệu bao sống bao ship toàn quốc. Rồi, 1,9 triệu thôi quý cô chú. Xuống lên cây số 23. Rồi tiếp tục chúc anh luôn. Em ba đây một cây trực trực lùng lực quá đẹp luôn. Trực pin là đây nha cô chú anh chị. Nhiều anh em hỏi em trực pin trực lắc đồ em có lâu lâu gặp những cây nào thì em cũng có nấu cho cô chú anh chị. À, tay cành múa dữ ha. Dạ. Này tay cành múa lượng dữ nha lắm rồi chú. Cụ rất là to lùng lực 32 hoành luôn. Rồi quay cận cho cô chú anh chị xem cái hoành em đo một hai cây ha. Nè 32 33 đến 32 ha. Cây rồi. Rất là to. Đây, để tay nè. Mặt cắt đồ mặt thẹo rồi em làm rất là kỹ. Mặt cắt cây này kéo rất là mạnh nha. Dạ. Những phần chưa kéo thì nói chung nó chị cũng tán, cứng. Cốt cành em làm rất là kỹ anh em cứ an tâm. Chứ không mục ha. Dạ. Toàn kính mà. Cái dòng sam này nếu mà muốn bích thì cũng khó lắm nha cô chú. Rồi, không phải đơn giản. Sam thì cô chú thì cũng biết là rất là không, nó hầu như nó không kéo, nó kéo một phần nào thôi. Không phải là như mai chú thủy nhưng mà nó không một bể. Rồi 1,9 triệu nha cô chú anh chị. Luôn quý chú ơi. Dạ, đồng giá xuống lên cây 24 ha. Cây này quá đẹp luôn quý cây chú. Này đẹp lắm. Lùng lực rất là đẹp luôn. Đây. Đây một cây. Rồi. Lùng lực lắc nữa đây ha. Dạ, dòng chữ C đây, dòng chữ C là nó đây. Cành 1, cành 2, ngọn cành phong luôn ha. Không thiếu cành nào. Rồi. 28 hoành. Này chơi lên cành bằng ngón tay hết. Theo kiểu cây bài nè quý 28 chú. Là chiều cao. Tổng tán dài cây này là 57. Yeah. Tán rộng cây này là 35. Đây em cầm lên một cây. Rất là phê cây ha. Này vô cái chậu oval hoặc chậu chữ nhật em ha. Dạ. Khá là gì. Nè anh quay cận cái cốt này. Đây. Nó bằng ngón chân chứ không phải là ngón tay cái nữa nhưng cũng rất là to ha, cái đùi như cái đùi ếch. Em làm cành cũng hơi chuẩn tí nha chứ không chuẩn hẳn nha. Nè. Lớn rồi. Nhỏ từ từ lên nè chứ không phải là cành một vẫn lớn. Nói chung là nó cân đối em ha. Dạ đúng rồi, cân đối thân hết. Nó cân đối. Cây 24 1,9 triệu nha. Nó phải cái bài. Ở dưới nó phải to dần. Dạ. Nó chú ha. Nó trên rồi nó xuống lên cây 25. Tiếp tục em ơi. Đây, một cây đa đây. Một cây đa. Dạ. Cây đa sum xê ha. Dạ. Tròn trịa ở đây đã. Đó. Một thân đế đồ này nọ đủ. Dạ. Không thiếu chỗ nào của chú ha. Đế đẹp. Cái này hoành là 31. Tổng tán dài cây này là 73. Tán rộng cây này là 44. Và chiều cao cây này là 37. Rồi. Đồng giá 1,9 triệu, cây cực già, nhìn da của chú anh chị biết cây này đã thuần chậu cả nào ha. Cái ngọn cây này làm rất khéo ha. Dạ. Cái ngọn đây của chú ha. Tàn kính mịn hết. Tàn thì mình khỏi nói ha, cây nào cũng như cây nào. Hầu như là không thiếu là đế, là đồ đẹp cũng đẹp. Củ nở đâu à. Về cái mình ra dây, cái mình thay chậu, cái là mình có cái tác phẩm đẹp mình ngắm luôn chú ơi. 1,9 triệu hết rồi. Cây 2 số 25. Rất đẹp. Rồi xuống lên cây số 26. Kiếm cái chậu cho đẹp. Đây. Vô một cây đẹp.
cây bài luôn nha cô chú anh chị. Cây bài luôn. Em xem dòng của chú anh chị xem ha. Cây số 26. Tất cả là đồng giá 1.9 triệu hết nha cô chú anh chị. Anh nào em nào lấy số lượng thì em tính giá tốt nhất cho anh em về chơi. Giá em báo là giá lẻ thôi, 26 oanh. Và chiều cao là 32. Tán dài là 61, tán rộng cây này là 33. Rồi, 1.900.000 luôn, đồng giá hết ha. Chính luôn. Mỗi cây mỗi dáng mỗi kiểu hết. Rồi, đổi rồi số con cây số 27. Linh sam này nó thì nó chịu mỗi thời tiết nha cô chú anh chị. Sống đâu cũng được ha. Dạ đúng rồi anh. Nên anh em miền Bắc mình đừng có ngại mà lạnh hoặc là như thế nào á. Tại em kinh doanh hàng này, mặt hàng này rất là nhiều lâu rồi. Thì mấy anh em miền Bắc trồng em thấy vẫn bình thường á, lạnh mùa tuyết mùa lạnh năm rồi thì vẫn vô tư. 25 hoành. Tổng tán dài là 65, tán rộng là 40. 32 là chiều cao. Em sẵn sàng bao cây này bao sống 1 năm. Nếu cô chú anh chị đừng quên tưới nước giúp em là được. Rồi. Cây số 27, đồng giá 1.9 triệu ha, cây rất là đẹp. Muốn cho nó có bông thì mình quên tưới vài ba ngày thôi ha. Dạ, hai ngày thôi, đừng tưới, quên tưới lâu quá. Quên tưới lâu quá ha. Không, cho nó vừa vàng lá cái bắt dạ, đầu mình đúng rồi. Dập tưới nước lại là bắt đầu kính hoa hoặc là mình lặt lá mình chứ. Kệ mình sợ thì mình lặt lá, nếu này một số anh em không dám xử lý thì lặt lá đi. Dễ lắm. Dạ, lặt lá ra hoa thôi. Rồi xuống cây 28 đồng giá 1.9 triệu ha. Mấy cây cuối là đa số là cây bài lùng lực. Rồi cây bài lùng lực ha. Đây cây số 28. Rồi em đo hoành của chú anh chị ha. Cây này hoành là 31. Tổng tán dài cây này là 31 luôn. Ủa cao 31 chứ tán dài là 67, tán rộng cây này là 32. Rồi, đồng giá 1.9 triệu luôn nha cô chú anh chị, cây số 28. Linh sam song hình lá chung bông chùm. Rồi, cây số 28 là cây tiếp theo luôn. Dạ cây cuối cùng. Cây cuối luôn ha. Dạ. Rồi, cuối clip hôm nay luôn ha. Dạ. Rồi, đi ra đây chứ. Dạ dạ. Đây một số cây già ở ngoài sân ha. Hôm nay anh Khánh có dịp ghé vườn. Đây thấy mấy cây đẹp đẹp là giới thiệu cho quý cô chú dạ. Luôn cái mình thích cây nào, chẳng hạn như cây cây đang trên trên đây đây. Dạ. Đây, cây này này. Thì cây này thì em cũng giao lưu là luôn nguyên lô này luôn, cũng đồng giá với cái lô nãy giờ em báo luôn, 1.9 triệu nhưng mà hàng này là hàng 5 năm nha. Thì cô chú anh chị thấy tay cành cốt cành nó đóng riêu hết nè. Rồi, cây này lắc rất là đẹp nha. Dạ, thuần chậu 5 năm hết rồi anh. Cây này lắc cái ngọn rất là đẹp nha. Dạ. Rất cái ngọn với cái này là tất cả là song hình luôn. Cây này lá trung có một số cây lá rí. Rồi, dạ. Như cây này là em đã tháo kẽm rồi nè. Là song hình lá rí nè. Lá rí em ha. Dạ. Là để em cầm một hai cây lên cô chú anh chị xem á. Cũng một người bê hết. Đây. Đây. Cây này là hàng này hàng 5 năm, hàng già. Hàng già ha. Dạ, cái thân nữa nè cô chú ha. Thân đế đang tưới rồi nó sạc ra đế nè. Cây là cũng chịu chín luôn em hả? Dạ đồng giá hết. Chịu chín. Dạ. Cây anh thấy cây trên trên chậu này đẹp nè ha. Dạ. Có tiểu cảnh luôn nè cô chú. Như cây này cũng vậy nè. Nè em cầm lên một vài cây của chú anh chị để xem để nó. Có lũa luôn, có phong cách lũa nếu mà quý cô chú thích lũa. Cây này gọi là cây nghệ thuật nè anh Khánh. Đây đây ha. Dạ. Đế nè ha. Dạ. Đế một bụm này nè cô chú ơi. Nó có cái hốc lũa của nó luôn. Còn dạ, tay cành chi xương già hết rồi quý chú ơi. Dạ. Có hốc lũa luôn. Dạ. Đó, mấy cây này cũng đẹp lắm nha quý chú. Dạ. À, còn nếu mà phong cao văn nhân hay gì này nọ, phong dạ. Cao cành rớt rớt thì đây nè quý chú ha. Đây. Cái này là lá trung. Lá trung ha. Dạ. Đây, cái thân già. Lô này thì lô nằm chậu này là lô đã 5 năm mà. Thuần đó. Già. Nhìn cô chú anh chị nhìn da đế rễ là cô chú thầy thấy ha. Có cái tiểu cảnh nhỏ nhỏ nè quý chú, nào thích tiểu cảnh là mình chơi tiểu cảnh luôn ha. Dạ. Đây. Hàng linh sam thì mặt hàng linh sam thì bên em còn rất là nhiều nên anh em cứ muốn cứ danh Tết thì hoặc ghé vườn em tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Rồi mấy cây này thì quý cô chú cứ thích cây nào thì cứ gọi cho em đó ha. Để dạ. Em làm lại. Ở đây có cây ổi nữa ha. Dạ cây ổi tàu. Cây này em đang làm trái nè, bông nó đang kín luôn. Cây ổi này giá sao đây? Dạ cây này là 2.2 triệu anh. 2.2 triệu ha. Dạ bông là đang đây, kín đây, luôn đây, bông này nè, nó bông đang nhú ra đều hết trơn em dạ, hả? Dạ đúng rồi, em đang làm bông đang ra cho trái. Dạ dòng này là nó xiên trái đó. Cũng mấy mùa rồi. Dạ cây này bốn mùa mấy, năm bốn năm mấy rồi. Cây cũng thấy cũng già. Dạ già dữ lắm rồi. Cho nó lội ra gì luôn hả? Nó rất là lâu lớn. Rồi rồi ở đây mình có cái cụm gì đây em? Cụm sam luôn. Dạ cụm sam gió lùa anh. Gió lùa mình dạ. Chơi theo phong cách gió lùa. Dạ nguyên cụm lùa nhìn cũng khá là duyên dáng nha quý chú. Dạ. Đây. Những cây này là đa số là già hết, hàng chịu chín luôn quý cô chú ơi. Dạ. Gió lùa đế đẹp luôn. Dạ đế rất ok. Đây như cây này là lá chung ha. Dạ
Ủa lá nhỏ, lá nhỏ chứ sông Hình lá nhỏ, sông Hình lá nhỏ, hàng già nè, có đường thân da của nó trắng hết rồi, như mai chú thủy mà mình nó lên san hô vậy đó. Rồi trên này cũng là một cây già nữa ha. Dạ. Mà giá tất cả giá trên chậu này là em bao luôn chậu nha. Rồi. Chậu này chậu xi măng em bao luôn. Về cho anh em hỏi hai chậu. Rồi có chậu là bao chậu luôn. Dạ dạ dạ, có chậu là bao chậu. Cây này già đẹp lắm quý chú. Cũng đa nữa nhưng mà nó lắc. Dạ, cái này là phong tranh. Rồi. Dạ. Vậy ha em ha. Dạ, rồi, rồi một số cái tác phẩm trong vườn rồi, của em xin Tài ha. Rồi. Dạ. Mình chào luôn Tài. Dạ. Em xin kính chào quý khán giả kênh mình ha. Rồi cô chú hợp nhãn ngày nào thì cứ liên hệ 0931239339. Rồi em xin chào quý khán giả. Rồi chúc em năm mới may mắn phát tài luôn ha, làm ăn thuận lợi ha. Dạ. Con cũng kính chào quý cô chú và hẹn gặp lại quý chú yêu mến kênh, xin mời đăng ký ủng hộ ha quý chú để mình theo dõi tiếp nữa. Con xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú.